Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Hũ tro cốt người đàn ông mất vì Covid-19 và chiếc phong bì bí mật. Công cuộc chống dịch Covid-19 đã đi qua một chặng đường dài. Trong cuộc chiến cam go ấy, lực lượng chức năng nói chung và bộ đội nói riêng đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần giữ an ninh, trật tự, kỷ cương giãn cách. Giờ đây, những người lính lại có thêm nhiệm vụ mới, nhận tro cốt vận chuyển bàn giao đến cho từng gia đình nạn nhân, khi cần thiết thì lo luôn hậu sự, thờ cúng, cầu siêu cho người xấu số. Hình ảnh những chiến sĩ bộ đội đưa phần tro cốt của người mất về tận nhà khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đây là nghĩa cử thiêng liêng của những người lính, san sẻ phần nào nỗi đau mà người dân đang phải trải qua. Trong quá trình nhận tro cốt, các anh gặp không ít trường hợp người mất không người thân, họ hàng bên cạnh, nên khi mất, đội giao tro cốt đã không thể tìm được chút thông tin nào để liên hệ người nhà bàn giao. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Thượng Tiến, thành viên trong đội vận chuyển tro cốt thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận 8 cho biết, sáng ngày 16 tháng 9, đoàn anh nhận giao hũ tro của người đàn ông 50 tuổi về Hậu Giang. Đội chỉ biết người này tên là Em, quê ở Hậu Giang mà không hề có thông tin người thân hay địa chỉ nhà cụ thể. Anh Tiến cho hay, người đàn ông này mắc Covid-19, sinh sống một mình tại Sài Gòn, không có người thân thích. Khi ông Em mất, đội giao tro cốt không tìm được thông tin của người nhà. Sau khi bàn bạc, anh Tiến đã đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân với hy vọng tìm được thông tin liên quan đến người đã khuất. Điều kỳ diệu đã xảy ra, không lâu sau đó, con gái nạn nhân đã liên lạc với đội xin nhận tro cốt của cha. Chị Oanh, con gái ông Em cho hay, cha chị lên Sài Gòn làm ăn từ 20 năm nay, do dịch Covid-19 bùng phát, cha không thể về nhà, mắc kẹt tại Sài Gòn, không may ông Em bị nhiễm bệnh rồi qua đời. Sau khi biết được người thân của nạn nhân, đội của anh Tiến lên đường mang tro cốt ông Em về tới gia đình. Do Hậu Giang là vùng xanh, nên các anh không thể đưa tro cốt nạn nhân về tận nhà, chỉ có thể dừng xe ở địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, rồi gọi điện thoại cho người nhà tới nhận. Cảm động trước sự vất vả, tấm chân tình của nhóm anh Tiến, chị Oanh gửi tặng đội một thùng quà. Khi mở thùng quà, anh Tiến và các đồng đội phát hiện có một phong bì, trên đó là dòng chữ nắng nót của chị Oanh viết: "Thân gửi các chú bộ đội, em biết trong thời gian dịch bệnh khó khăn như thế này, các chú đã cống hiến hết mình cho nhân dân, chắc hẳn cũng có những giây phút mệt mỏi nhỉ. Nhưng không sao, bên cạnh các anh còn có em, có mọi người ủng hộ, vân vân. Em gửi lời cảm ơn chân thành và hy vọng các anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đánh tan kẻ thù Covid-19 nhé. Cố lên!" Kèm tờ 500.000 đồng được để cẩn thận trong phong bì, phát hiện có tiền, nhóm anh Tiến đã trả lại cho chị Oanh, chỉ nhận số trái cây như ghi nhận tấm lòng của gia đình. Trước tình cảm tấm lòng của gia đình chị Oanh đối với đội giao tro cốt, anh Tiến và đồng đội vô cùng cảm động, cầu mong dịch bệnh mau qua đi để chấm dứt cảnh đau thương này. Covid-19 đã buộc các anh bộ đội phải thay màu áo xanh người lính bằng màu áo xanh bảo hộ y tế. Nhưng dù khoác lên màu áo nào thì bản chất của người lính vẫn hướng về sứ mệnh phụng sự, chăm lo cho đời sống nhân dân. Không chỉ nhiệm vụ, đây còn là trách nhiệm từ trái tim mỗi người lính. Có lẽ vì thế, hình ảnh người quân nhân giao hũ tro cốt về nhà đã khiến nhiều trái tim phải rung lên một nhịp vì quá đỗi bình dị, yêu thương. Sự tận tình chu đáo của người lính Cụ Hồ đã giúp vơi bớt phần nào nỗi đau của những gia đình có người thân ra đi vì Covid-19.